Xin chào cả nhà nhá. Đây là cách nhà mình muối hành củ để ăn Tết nhá. Món hành này không thể thiếu ở mỗi mâm cơm Tết của các gia đình người dân Việt Nam. Thơm lắm các bạn ạ. Hành đỏ. Ngon nhức mũi luôn. Đấy. Đây là hành sau khi mẹ mình bóc vỏ nhá. Đấy. Đây là hành củ các bạn ơi. Hành củ đó. Đấy. Củ hành to, chắc nịch nhá. Đấy. Người dân thu hoạch hành này họ đã cắt sạch rễ với cả cái thân cây rồi, còn chỉ còn mỗi nguyên cái củ thôi. Thế bây giờ về ta phải bóc bỏ cái vỏ đi. Bóc bỏ cái lớp vỏ đi rồi thì xong đấy thì rửa bắt đầu mới muối. Đấy. Đây, hành sau khi muối này, à sau khi bóc vỏ trắng tinh luôn các bạn nhé. Ngon lắm, thơm cực kỳ luôn. Cay hết cả mắt ra. Hôm sỏi mai đây là bóc hành nhé các bạn nhé. Bóc bỏ vỏ đi, bóc bỏ cái lớp vỏ xấu ở ngoài đi, vỏ già ở ngoài đi. Còn để cái lớp trắng ngon ở trong, thơm lắm các bạn ạ. Người ta đi ăn hàng ăn quán người ta ăn hành ăn thiệu suốt đi. Thơm quá nhỉ, hành này thơm. Đấy các bạn ơi, sau khi đã nhặt nhá, chỗ này không biết là 5-6 cân gì hành ấy. Ngon ơi là ngon. Hành tía chắc lắm. Hành này muối ăn hăng nó mới sướng. Còn 16 ngày nữa là Tết thì nay bắt đầu muối rồi. Muối là chín là dần là vừa. Đấy, ngon chưa? Sau khi làm sạch thì chúng ta tiến hành đi rửa nhá. Rửa cho nó sạch nhé các bạn nhé.
rửa cho nó sạch để đem đi muối. Đấy, sau khi rửa sạch rồi các bạn này, rửa sạch hành rồi nhá. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành đem đi muối. Đấy, đây là vại nước nha các bạn nhé. Rồi. Đủ nha. Đấy, bắt đầu đổ hành vào muối này. Đây canh muối hành của mẹ mình nhá. Đấy, thế là xong. Đấy, thế là xong các bạn. Bây giờ là rèn đá thôi. Đấy, cho một ít muối các bạn. Đấy, thế thôi. Cho ít muối thôi nhá. Đấy là xong. Thế là để hơn chục ngày là sẽ là ăn được. Yeah.